Ok, ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập một cái tin nhắn chào mừng khi mà có một người họ kết nối với fanpage thông qua cái Facebook Messenger nhé. Kết nối fanpage qua Facebook Messenger này, họ chỉ cần kết nối start bắt đầu kết nối với cái fanpage của mình ấy, thì nó sẽ tự động nó sẽ gửi cái tin nhắn. Thì các bạn lưu ý đây nhé, đây hiện tại nó đang tắt đi. Thì bây giờ mình sẽ bật nó lên. Đấy. Sau đó là mình sẽ edit cái thông điệp. Mình sẽ tạo một cái thông điệp. Ví dụ đây, chào mừng này. Đấy, ví dụ này. Rồi. Ví dụ đây nhá. Đây mình một cái thông điệp đây. Mình đang ở đây các bạn lưu ý này, mình có thể là add ảnh này, video hoặc là audio này, file này để giới thiệu sản phẩm của mình. Được chưa? Để mình xóa đi nhé, xóa đi mình tạo lại. Ok, bây giờ cái thông điệp đầu tiên là khi mà có một người họ tương tác vào cái fanpage của mình, kết nối với Facebook Messenger và fanpage của mình nhé. Thì đầu tiên mình ví dụ này, app ví dụ mình có một cái chương trình đang làm giá áo này. Ok. Ví dụ đây mình gửi. Xem 60% đồ gì cái thông điệp này các bạn tùy 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 biến nhá. Đây mình ví dụ là kết nối yes I want it. Thì mình sẽ chạy cái link, là ví dụ như là cái link 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 sản phẩm, ví dụ là sorry sorry mấy xe nào sẽ cho một cái 7 ví dụ đây là link sản no, cho một hành động nào ví dụ như sau khi các bạn mà tạo xong các cái bước chào mừng rồi, các cái bước để khách hàng họ làm theo các cái bước của mình để truyền tải các thông điệp đến cho khách hàng, thì mình có thể là mình public nhé, public này. Ví dụ đây mình dùng cái nick này để tin nhắn nhé.
bắt đầu khi mình kích vào bắt đầu này. Đấy. Đấy chưa? Khi mà mình kích bắt đầu cái này là nó sẽ gửi tự động cái thằng bot này tự động nó gửi cái tin nhắn cho mình này. Chưa? Right now, yes, I want it. Đây, nó có để này. Đây, nào, kích. Đây, giờ đây cái link sẽ vào mình. Đấy.